Thời gian gần đây thì bọ xít hút máu người đã có mặt ở một số quận huyện của Hà Nội với xu hướng phát tán ngày càng rộng, thời gian cư trú lâu hơn và số lượng người bị đốt tăng. Các nhà khoa học cho biết vì bọ xít hút máu người gây nguy hiểm có thể dẫn tới tử vong nên việc nhận biết đầu tiên là rất quan trọng để có thể phòng tránh nguy cơ này. Theo các chuyên gia tại Viện Tài nguyên Sinh vật, những năm trước, phải từ giữa tháng 6 mới xuất hiện nhiều trường hợp bị bọ xít hút máu người. Nhưng năm nay, chỉ trong giữa tháng 5, hàng trăm hộ dân ở Hà Nội đã thông báo xuất hiện bọ xít hút máu. Các chuyên gia cho biết, khi bị loài côn trùng này hút máu sẽ có triệu chứng xuất hiện các nốt đỏ, có thể bị phù, nề, sưng to, nặng hơn là bị sốt. Bọ xít thường hút máu ở mặt sau cánh tay, trong tư thế treo lơ lửng, nên rất khó để phát hiện. Thông thường, bọ xít hút máu không gây quá nhiều nguy hiểm cho người bị đốt, chủ yếu là nổi nốt ngứa, sau vài ngày thì lặn mất. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nạn nhân bị đốt sẽ thấy đau dữ dội, buồn nôn và sau đó sốc phản vệ, có thể dẫn đến tử vong. Hiện vẫn chưa có thuốc đặc hiệu điều trị những vết đốt của bọ xít hút máu. Cách tốt nhất khi bị đốt là nhanh chóng rửa sạch vết thương bằng xà phòng, nhằm trung hòa axit do bọ xít tiết ra rồi tới điều trị tại chuyên khoa da liễu. Đặc biệt, tuyệt đối không nên đánh hay giết chết loài này bằng tay không, bởi việc này có thể khiến cơ thể nhiễm ký sinh trùng trong phân bọ xít mà không biết. Ký sinh trùng bệnh này có thể tồn tại trong cơ thể hàng chục năm, rồi đột ngột tái phát gây ra những bệnh liên quan tới đường tiêu hóa và tim mạch.